Sáng ngày 6 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Chao Nát, sinh năm 1998, trú ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, Tri Tôn, về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 30 tháng 5, bé V, sinh năm 2010, cùng cha mẹ và chị ruột đến khu vực suối giữa trên núi Cô Tô thuộc ấp Tô Lợi, xã Cô Tô cắt cỏ. Khi đến nơi, cả gia đình bé V vào trại của Chao Nát ăn uống, sau đó bé V và chị ruột được cha mẹ gửi lại trại. Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, khi mẹ kêu đi gánh nước, Nát rủ bé V theo cùng. Khi đến khu vực suối giữa, Nát rủ bé V đi thăm bãi nhang cách đó khoảng 40 mét. Lúc này, thấy xung quanh vắng người, Nát đã định hiếp dâm bé V. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, bé V nói bị đau vùng kín nên được ba mẹ chở đến trung tâm y tế huyện Tri Tôn kiểm tra. Sau khi nghe con gái kể lại việc bị Nát xâm hại, cha mẹ bé V đã đến công an xã Cô Tô tố giác tội ác của y. Tại cơ quan công an, Nát đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.